xin chào quý vị và các bạn. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Hôm nay thì là ngày 20, ngày 21 thì anh em tổ chức cái lễ khánh thành cho công trình cống Nậm Biếu. Hôm nay thì là bà con ra rất là sớm để mà làm dạp này, cũng như là trang trí cái sân khấu. Và hôm nay cũng kênh cũng rất là vui và hạnh phúc khi mà được tiếp đón các mạnh thường quân ở dưới Hà Nội lên để mà chung vui cùng với bà con và anh em. Đây là các bác lên từ khá là sớm rồi các bác. Thế còn bà con thì sáng nay cũng đi chặt tre này, lấy bạt này, lấy những cái dụng cụ cần thiết nhất để chuẩn bị cho công tác ngày mai chúng ta sẽ khánh thành công trình cống Nậm Biếu. Đây, hôm nay lên thì các anh cũng có những cái phần quà mà dành cho tất cả bà con. Đây là xe của anh chị Hiếu Hoàn, một trong những mạnh thường quân cũng lên đây khoảng hôm nay là lần thứ 3 rồi. Và có cả chú Tú và chú Tín Hà Nội. Vâng ạ, có cả chú Tú và chú Tín ở dưới Hà Nội cũng có những cái phần quà dành cho bà con. Đây không biết là quà gì đi. To lắm, quà to lắm. Và ngoài ra thì có cả anh Nhường, cũng là đợt trước là trong quá trình xây tường kè thì cũng lên giúp bà con rất là nhiều hôm đấy các bác. Và cũng ngủ đây 3-4 hôm gì đấy. Đấy, có bia này, cái này là bánh kẹo. Đây, chú Tú và chú Tín ở Hà Nội đây các bác. Đấy, bánh kẹo cho bà con để ngày mai 2 thùng. Ừ, 2 thùng bánh kẹo để mai tổng kết. Còn bia là của anh chị Hiếu Hoàn. Và hôm nay cũng các mạnh thường quân cũng mua thức ăn lên để mà nấu cơm giao lưu cùng với bà con trong cái ngày chuẩn bị, công tác chuẩn bị này. Đây, phía trên này là xe tractor. Xe tractor chở máy phát này. Và đằng sau là có anh em dắt bò vào đây. Tí nữa chiều thì sẽ có bà con ở trong kia chở lợn vào đây để hôm nay là sẽ làm những cái món ẩm thực để chuẩn bị cho ngày mai luôn. Các bác sợ ngày mai là 7:30 là anh em bắt đầu tiến hành rồi nên là sợ là không kịp. Đấy, lên có rất là nhiều phần quà cho bà con, đầy đủ hết này các bác. Nhu yếu phẩm này, thức ăn này, xong là bánh kẹo, nước ngọt, bia. Rất là tuyệt vời. Tí đi là làm cái cột. Thế là mới bắt chản này, nâng mấy tấm rồi. Hết quần rồi. Ghế nó. Đây anh chị chuẩn bị cả bánh mì để ăn nháp bữa trưa nay đấy. Đây còn phép giới thiệu với các bác, đây là chú. Vâng, xin chào Tú. Mọi người. Là một mạnh thường quân dẫn đầu top 1 ở trong danh sách ủng hộ cây cầu Nậm Biếu này. Vâng, xin chào toàn thể mọi người. Mình cũng nhất là vinh dự hôm nay được lên trước cái buổi khánh thành một ngày để giao lưu cùng bà con. Quả là một cái niềm hạnh phúc cũng không bao giờ để tả xiết được. Thực ra mọi người cũng tôi nhất là mong mọi mạnh thường quân mà có điều kiện để lên tham gia cùng anh em để trải nghiệm cùng anh em cái cuộc sống như này thì biết cái nỗi khổ của bà con như thế nào. Thế là nhất mong mọi người mạnh thường quân trong và ngoài nước lên luôn luôn đồng hành cùng với anh em kênh Tiếng Gọi Vùng Cao để làm sao cố gắng giúp đỡ bà con thoát nghèo, làm sao cho các địa phương chúng ta đều ngày càng đổi mới. Vâng, xin cảm ơn mọi người ạ. Anh em chào, cảm ơn chú nhé. Đây trên xe tractor đây có bếp ga này, bàn đĩa, nói chung là anh em dùng mấy mâm để mà ngồi cho các mạnh thường quân đi các bác. Bởi vì là ở đây cũng không có nhiều bạt mà để giải ấy, thì là cái chỗ ngồi ở đây nó khá là hạn chế. Có máy phát này, máy phát điện đấy. Bên trên này là có bò. Đây anh em vừa trong thôn bản vừa dắt vào đây. Con bò hôm qua là anh em đi mua đây 12 triệu. Nếu mà không có gì thay đổi thì khả năng là chiều nay thì cũng sẽ mổ bò luôn. Hoặc là nếu mà không ấy thì sáng ngày mai mổ sớm các bác. Nhưng mà chắc chắn là khả năng phải mổ sớm một từ chiều nay, chiều tối nay rồi. Để mà chuẩn bị, không thì mai sợ là không kịp ấy. Đây hôm trước là có các mạnh thường quân cũng góp ý là phải chuyển cái chỗ cọc tiêu này, mình thấy rất là hợp lý nên là sáng nay là bà con cũng ra để mà hoàn thiện cái phần cọc tiêu này. Hôm trước là nó sát ở đây này,
sát ở đây này các bác này. Hôm nay thì chuyển ra đây thì nhìn cái chỗ biển tên cầu nó thoáng hơn. Đây hôm nay là bà con nặng biếu ra. Đây dự định của anh em là chỗ này sẽ làm cái sân khấu để mà múa hát cũng như là bàn giao công trình ở đây. Chỗ này sẽ là căng một cái băng rôn cỡ 4m, dài 4m và cao khoảng 2m7, 2m8 gì đấy ở cái chỗ này. Hoặc là bên này. Thế còn đây là sẽ bà con lấy cái tre để mà buộc và cố định thì cái này sẽ căng cái bạt đi. Thì sợ là thời tiết nắng nóng là mọi người không ngồi được. Chắc là nếu mà không có gì thay đổi thì tầm này là bà con đang ngồi ăn cơm rồi đấy, nếu mà theo lịch trình của ngày mai. Nên là thời tiết nó rất là nắng. Nắng lắm. Tất nhiên thì cho bạt lên thì nó hình ảnh nó sẽ không đẹp, thế nhưng mà không có chỗ ngồi các bác ạ. Với lại anh em đang tính là để một cái chỗ bãi đất bằng ở trên kia để làm cái mâm cơm ở trên kia nữa. Nó khoảng 30 mâm, hơn 30 mâm cơm cơ. Đây bên dưới này là chị Hiếu, cô là Mạnh Thường Quân, vào rất là sớm lại cùng với bà con đang nấu nướng ở dưới này, đang mổ ngan. Đó. Vâng. Ông Nhị ơi. Chú đi lấy củi về đấy ạ. Vâng. Cởi cái này nhá. Bạn mình lấy, bà con lấy trong bảng ra. Em thấy bạn thì lạ lạ. Không phải bạn ở dưới chợ, bạn dưới chợ là khác một chút. Bạn có bảng ra. Bây giờ bạn mình có thêm cái dây xanh xanh để buộc quế xem nhỉ. Ôi, bắt ra là. Đây, đây đội hậu cần. Mình làm giống như cái lán kia chứ. Ừ đấy. Sau là mình làm kéo mình kéo cái bàn lên trên để xuống hai bên thôi. Vâng. Xong là mai Quỳnh nó mang cái băng rôn vào mình kéo, mình làm cái khung sẵn này. Khung sẵn mình thì buộc kéo thì như mà lúc này nó với anh Minh như thế thì mình phải kéo từ bên kia ra đây đấy. Chắc là ra giáp tìm trên. Không chỗ này là không có đường đi lại 4m. Ngăn cái chỗ này á? Ừ. Anh Minh bảo thế, thẳng câu. Nếu mà không được thì theo em thì kéo kéo một tí, thì kéo kiểu này sang như này thì kéo tí nhỉ? Ờ đây này, kéo cái này ra. Ờ. Làm thế này khó lượng vuông đường. Thì nó thấy mà nó kéo nhìn nó mới thoáng, chứ còn mình ngăn cái này thì nhìn nó không được đẹp. Nhất tí là bọn em sẽ chôn cột để trước để mình mang kéo căng đấy. Ừ. Xong là mình múa hát ở đây, mình giải bạt xong là mình cái đấy là múa hát ở đây. 4m à? 4m anh ạ. 4m mình phải mình không buộc dây thì đóng đinh vào kiên quanh. Vâng. Nếu đóng đinh thì mình phải đo sẵn để cái cổ bên vừa đóng. Nếu kéo dây thì không chắc có chuẩn lắm hay không. Một bên đóng đinh bên cái kính mình rồng rồng một tí để mình kéo dây cho chắc. Vâng vâng. Nhưng mà sợ chứ không là kéo không hết cái vạt đấy. Sợ cái đấy mình có buộc được không? Nó giống như hôm trước mình làm cùng người mang xuống quá. Đây. Đấy. Kiểu rộng thế phải đo chính xác. 4m. 4m dài 4m. Còn cao thì chắc là 2m7, 2m8 gì đấy. Cầm nhá, có gió nhá. Đúng thế hết. Cái này ngắn như này thôi à? Dạ em phải có dài. Ủa, cái nào dài như thế, cái dài chứ. Dài rồi. Nhưng nó hết đấy. Có. Cái nào không phải đúng. Cái chỗ này em tao không? Cái chỗ này chưa hết chỗ này thôi. Chưa hết thì mình nói thôi. Dạ. Em không có. Được đấy.
trên đây. Đi lập ca đi, có thể đi lập bằng ngay cũng được mà. Bằng em cái này phải đôi là hả? Đôi đôi là hả? Cái này gửi nó đi. Nó mặt chia đôi thôi anh chứ này. Nó cái gì nó cái này đi, bỏ cái này còn thiếu. Chưa, cân đối chưa? Thế nó mới đẹp ra. Thế này nó mới nhìn thấy bầu trời. Em bé bị đều hoa đó, bị hoa hẳn cho hoa thế này. Cái tiếng của em bé ở trên quá. Em bé bảo ra. Đứng ở ngoài này nhìn vào căn bản như này lại hay các bạn. Hai bên lan can này thành cái mái vòm. Anh em buộc liền vào cái lan can từng thanh đứng luôn. Anh Suất ạ, khả năng làm mái vòm như này để qua cầu lại hay ấy nhỉ. Thế là cứ giữ nguyên này, hôm nào về đây tổ chức buổi sinh nhật cho anh này này. Vâng, hay đấy chưa? Thế sắp đến sinh nhật trưởng thôn chưa? Dù không phải không bảo là một ngày cái đấy, hôm đấy là ngày hay là mai sinh nhật một thể luôn nhỉ. cuối năm thế là điều gì thì... Vâng. Cái này thì anh em cái cầu nó rộng hơn 3 mét thì chắc là sẽ ngồi được hai hàng nhỉ. Ừ, cái này hai hàng năm hàng vâng. Hai hàng nhưng mà hết đường vâng. Cái này dài 24 mét thì chắc khoảng độ được 15 mâm trên này bên dưới này 15 đến 20 mâm không anh nhỉ? Dạ. Biết phải đo mới biết được này á. 24 mét mà. Cái này mình chỉ được khoảng em 15 mâm nhỉ? Nó là 13-14 mâm, trở 15 mâm trở về thôi. Nhưng mà mình phải làm hai hàng dọc. Nếu mà mình tính hàng dọc thế này thì nó khác. Còn mình tính quanh tròn nó lại. Làm hai hàng kiếm hết đường thì vẫn ngồi được nhiều đấy. Mặt trận lúc đấy thì nhiều người muốn mới đi lại. Bên kia chứ. Lấy thực phẩm này, thêm này, với lại mời nữa này, thì lại không có đường đi.
Thôi mình cứ làm một hàng đây đi, xong là mình kê hai bên kia. Đâu, số này lên trên là đủ không? Không đủ phải không? Em nghĩ là phải lượm ra ngoài kia thêm một tí nữa. Vâng. Ngoài kia nó rộng hơn ấy, thì ngoài kia tí sẽ làm một cái hai ba mâm ở ngoài kia nữa. Ngoài kia mình sẽ làm cái dạp kiểu như kiểu lán trên kia đi. Vâng. Dạp kiểu đấy khác đi. Xong là mình dự tính có phải vòng tròn là vòng tròn nó được nhiều người chứ? Vòng tròn thì được nhiều người. Nhưng mà nó là được ít mâm hơn thể. Ít mâm hơn. Em nghĩ là thôi mình cứ làm cái kiểu này đi. Kiểu thế này. Chắc em sẽ chọn một chỗ ngồi trong này. Đúng rồi. Vừa mát vừa. Đúng rồi. Mạnh Thường Quân đẹp các kinh tế. Kinh nghiệm là phải ngồi trong này rồi. Người dọc mỗi bên thì ba người hay là bốn người được không? Đấy. Dọc cái thế này không? À, theo chiều dọc này ạ. Vâng. Theo chiều dọc thì đo thế nào được bao nhiêu? Một mâm thì bằng này từ đây xuống đây là quá hả? Đến đây thì đo ha. Theo. Thank you.
Đây, bên trên này là những đầu bếp nổi tiếng tới từ Hà Nội cùng giao lưu với lại đầu bếp của bản. Hôm nay được thưởng thức món gì đây chị ơi? Đây, cho múc ra một bát này cho nó ngan xào lăn rồi. Ngan xào lăn này. Nhiều gia vị lắm, không biết là các đầu bếp này chế biến cái món gì đây. Cái son kia thôi, cho nó đắn đắn đi nhá. Ở nhà có chứ. Mày bỏ cà chua như này cho chi đi. Đây, đấy, bỏ như thế. Cái này mình đoán là chắc là làm nước canh rồi. Không. Sao à? Mình đưa lên cái ô về vào. Đưa cái này à. Cái này đúng không? Loạn trình nào đi. cái kiểu chưa có nhạc đâu mà nhảy thì cứ vắt. Chưa có nhạc. Lúc này chưa đi mua rồi. Chưa đi mua đâu. Tí mà ăn bốc à? Ăn bốc thật đấy. Phải xây thủ làm. Có để cháu để nó bấm một canh luôn đấy. Đường đó. Uống lên thì nó rúi lên. Em chưa thấy đường đâu chị ạ. Nhà đỡ bị trộm à? Tôi lấy thử tấm đem qua đây, được không? Không, bây giờ làm cái món này là được không? Không, bây giờ nó không thấy khói nào cả. Em không do đường nữa. Thôi. Được không? Bỏ ơi, bỏ này chảy. Thôi, thôi rồi. Thập luôn, làm rau. Đang nóng. Không, nhưng mà bây giờ anh hái cho anh này. Hái làm nhân đi xong rồi hạt rồi bắt em. Tất bản nó phải đầy đủ gia vị. Ngược lại đi em ơi. Bữa này là bữa nháp. Bữa nháp tôi hỏi cứ từ từ. Nghe nhau đấy đuôi đuôi mà chạy. Tốt thôi đi vợ. Mẹ mặt đi. Mẹ đi. Anh làm ra cho cá vào luôn.
phải được bớt nước ăn lên để bớt ra. Cá đâu? Cá đây, cá đây. Có cá đây. Cho em tí nước cơ. Nước dùng ra để đánh chất canh nhá. Không quậy, nó nhổ. Có hạt vậy, đồng ướt mỉm quá. Rồi, thoát nắng. Ai đập cho nhau xịt tí vừng với bên nhỉ? Mẹ biết ngay cái mùi hơn. Hớt này băm nó toàn bè thôi quá. Đấy là ánh thôi. Nhánh thôi cho thơm thôi. Đi đập luôn đi. Cái gì? Cái này gọi là đập gừng. Ai là người vào sắp mâm thì đổ cái này ra cho vào đi. Đi 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 đi. Sống à? Sống đâu mà sống? Chết lâu rồi còn bảo sống. Này thôi nhỉ. Đi thôi. Thế thôi, quan trọng gì ăn nháp nữa mà. Ra tắt bếp của mày đó. Tắt khóa ga và tắt là được. Trên đỉnh mình á. Xoáy xoáy. Mặn lại, mặn lại, mặn lại. Đây bên dưới này anh em vừa buộc xong cái phần bạt ở trên cầu rồi. Đang làm cái sân khấu các bác. Mai cái băng rôn của anh em nó dài khoảng 4 mét. Nên là để cái khoảng này để làm sân khấu múa hát văn nghệ. Lấy cho hồi cái này quay mẹ. Thế này. Buộc chung lên luôn nè. Không trôn xuống, đào trôn xuống rồi. Một cột ở bên này rồi vào cột đèn luôn. Đấy được rồi, trôn ở chỗ đấy luôn. Cái này này. Cái này thôi. Cái vuông hả năng. Cái thẳng này. Để phải chứ này các cột ra làm sao. Đào đây, đào đây. Đấy, đào chỗ đấy xong căng từ con vuông còn nó kê cọc nhiều rồi. Đào đây là cung rồi. Cool.
hết rổ. Ớt đâu làm hết tấm đi. Đây này. Em còn một ít từ năm 19 hồi đó rồi. Đây, cầm hạt tiêu cho chị. Ta vẫn còn thơm. Ồ, tư canh của tôm mấy quả ớt không cô? Đấy, luôn cho bằng nhân nhé. Bánh nay qua đi tuần này về làm nói qua tập này khi mà tẻ về làm quá đang ở ôm người em à em đang tập sức đang tập sức quân có cả đâu chứ nhưng mà sao còn với chị làm việc cả nhiệt tan nhiệt mát. Ok, bây giờ cũng khá là muộn rồi. Anh em với bà con thưởng thức những cái ẩm thực của đầu bếp Hà Nội và giao lưu với lại đầu bếp ở trên bản. Bữa cơm, bữa nháp hôm nay là các mạnh thường quân mua lên và đích thân là vào bếp để nấu nướng cùng với bà con. Ăn nháp thôi nhá anh em nhá. Chiều nay thì mới bắt đầu mổ bò với mổ lợn các bác. Anh Hương à? Thôi bà con ngồi vào đi. Nhàn háng thôi. Đây đây rượu đây. Không có rượu 1 triệu này. Làm đây lấy chén ở trong đấy đi. Này có món này đi. Bút chén nào. Cho xin cái bóng chén cái cái. Đủ đũa không? Đủ đũa không? Trong kia thì nó khác cái ngoài nó khác kia. Đã có tẩy sổ nữa. Cái gì cái này đi đi. Mày giờ mua tao tiền với tài chiều không nào? Chính à? Mày cho anh năm tặng cái này. Đúng rồi, lạc kìa, lạc kìa. Vua cho. Chính kìa, chính kìa. Chính kìa, vua cho vua đồ san tài chuyện. Bạn ơi, chắc là vào tiếng canh mà. Đây. À, chàng nhớ. Đau tiêm nhé, kéo gì cô tiêm cho. Chàng hút nhỏ. Cái này đây đi. Mình lấy một mâm ra, mình lấy hai mâm canh ra, một canh nó là nhiều. Đây, tiền đây.
lấy xuống đi ha, bao người kiêng. Vâng, hôm nay cũng rất là cảm ơn các anh chị đã lên mà tổ chức cái bữa cơm nháp cùng với anh em và bà con. Rất là mong là các bác là chiều nay sẽ tiếp tục nán lại đến ngày mai, chiều ngày mai nữa, là tiếp tục xuống Nghĩa Lộ để giao lưu cùng bọn em nữa. Xin chúc sức khỏe các bác nhé, các anh chị nhé. Cảm ơn chú nhé. Thank you nhá, thank you nhá. Mời anh chưa? Hả? Mời anh chưa? Ừ, em mời anh. Mời bà con nhá, nhắn hái nhá. Con ơi. Ông rượu chú Quỳnh cho cái gì mà. Bên, bên, bên này còn thiếu chén không nhỉ? Thôi được rồi, quá rồi anh ạ. Ngồi luôn lên đây. Ngồi bên này. 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 Ngồ